Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 8 giờ sáng ngày 31 tháng 7 năm 2021. Tôi đang có mặt tại một trong những ngã tư là trung tâm của thành phố Hội An, đó là ngã tư Hai Bà Trưng và Nguyễn Tất Thành, nơi mà hàng ngày thì lưu lượng giao thông rất là đông đúc. Tuy nhiên ngày hôm nay, bà con đi lại rất là vắng vẻ bởi đây là ngày đầu tiên thực hiện chỉ thị 16 trên toàn địa bàn thành phố Hội An. Ghi nhận sáng nay, hầu hết người dân Hội An đều ở nhà, thực hiện đảm bảo các quy định phòng chống dịch. Thành phố triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm thiết lập trật tự xã hội, đảm bảo công tác phòng chống dịch. Các khung hình phạt cũng được công bố rộng rãi và áp dụng nghiêm. Hôm nay là ngày đầu tiên thực hiện cái giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Chỉ trừ khi là những việc bất thiết lắm, tôi với ra ngoài, còn tất cả những thành viên trong gia đình là đều tuân thủ cái chỉ thị 16, đều ở nhà. Và ngay cả cái khu dân cư chúng tôi ở, chúng tôi thấy rằng là người dân rất là đồng tình và ủng hộ cái việc mà giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Cùng với việc thiết lập, duy trì các chốt kiểm soát tại các đầu mối giao thông chính, chính quyền thành phố Hội An đã tập trung tuyên truyền để người dân chủ động các phương án sản xuất, chuẩn bị lương thực thực phẩm thiết yếu đảm bảo nhu cầu cho gia đình. Các cửa hàng, các chợ trên địa bàn vẫn hoạt động bình thường nhưng bắt buộc phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh. Dạ, đồ cũng đầy đủ đi chứ, khoan hiếm chị, em thấy đồ cũng nhiều mà. Em mua một bữa thôi chứ, mua cho nhiều anh. Thành phố khuyến cáo người dân chỉ dự trữ hàng hóa, lương thực đủ từ 3 đến 5 ngày. Không tích trữ quá nhiều nhu yếu phẩm vì mạng lưới cung ứng sẽ được tổ chức linh hoạt thông qua phiếu đi chợ hoặc là giao hàng tại các điểm quy định ở khu dân cư. Thành phố cũng đã thông tin cho người dân là nhà nước cùng với tất cả những cái lực lượng xã hội sẽ đảm bảo là cái nhu cầu về sinh hoạt đời sống thiết yếu nhất của nhân dân, không để ra tình trạng là thiếu hụt hay là không có những cái nguồn hàng mà cung ứng. Tin rằng với sự chấp hành nghiêm túc của người dân khi thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Hội An sẽ triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo đời sống sinh hoạt của nhân dân.